Xin chào toàn thể anh chị em đã đến với lại cái buổi live stream ngày hôm nay ạ. Và đây các bác có thể thấy rằng là hiện tại bây giờ thì anh Phương cũng đang thể hiện những cái lếp nhăn ở phần bụng của ngài Tế Công. Em chào toàn thể anh em mình nhá, chào anh Sự nhá, chào anh Kít Hiện nhá, và chào toàn thể anh em đang có mặt ở trong sàn ạ. Và hiện tại thì cái lối đúc thủ công và đặc biệt lối đúc cụ tế theo cái dáng thế như thế này hiện tại bây giờ đang được rất nhiều anh em sành chơi lâu năm ưa chuộng và sưu tầm về với lại gia đình nhà mình. Cho nên là hiện tại bây giờ để còn những người thợ và đục thủ công như anh Phương bây giờ trên thị trường cũng khá là ít. Và chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những cái led đục rất là thô sơ giản dị thôi, nhưng mà mất cũng rất nhiều công sức để có thể chế tác lên một tác phẩm tế công cỗ chắc như thế này. Và như thế này rồi, nhưng mà chắc cũng phải mất khoảng bao lâu nữa thì mới xong anh Phương nhỉ? Gần một tháng nữa. Đấy. Trông này hòm hòm đấy các bạn ạ, nhưng mà gần một tháng. Đấy, gần một tháng nữa là còn là còn sớm đấy, bởi vì khi mà về thì vẫn còn một vài cái công đoạn nữa để em Sơn có thể xử lý nữa thì anh em mình mới có thể được ngắm thực tế ở trên sàn được. Đấy, nhưng còn hiện tại bây giờ thì và theo cái lối này thì anh Phương cũng luôn muốn là mang đến cái giá trị nhất cho anh em chơi. Thì anh Phương là chế tác tác phẩm này là liền hết 100% đúng không? Liền hết 100% đấy. Đấy, các bác nhìn kể cả cái quạt của cụ là cũng là liền hết anh ạ. Quạt cũng liền. Sóc rồi liền hết. Nhưng mà các bác thấy rằng là anh Phương anh ấy làm được cái rất là tỉ mỉ này. Kể cả những cái bàn tay này. Đây là bàn tay là anh ấy còn chưa chuốt đúng không? Chưa đúng không? Đây là mới gọi là vỡ thô sơ thôi đúng không? Đây mới đấy. Gọi là đục thôi. Chưa gọt, chưa hoàn thiện. Những cái vòng tràng hạt này, đấy, tròn trịa, kênh bong và đây này. Cái lớp áo. Cái bàn tay này. Cái bàn tay đây là mới vỡ thôi, còn chưa chuốt đâu. Ít nữa còn chuốt, còn móng tay, móng tiếc nữa anh nhỉ? Còn móng tay. Còn gân tay ra nữa. Đấy. Gân đường mạch nữa. Đây mới là vỡ thôi anh em ạ, đây mới là vỡ thôi. Đấy. Còn gọt kỹ càng sạch sẽ, sau đó thì trau chuốt lại tỉ mỉ. Sau đó thì mới bắt đầu mới mở mắt cuối cùng anh ạ. Mở mắt khi nào giấy giáp thì giết xong bắt đầu mới mở mắt. Vâng, thì lúc ấy nó mới giữ được lép anh nhỉ? Giữ được lép và tránh bị dập vỡ. Vâng. Mà gỗ bức này thì anh đánh giá nào anh Phương nhỉ? Gỗ này thì nó gần như có 1 không 2. anh Phương chỉ bây giờ như này nhá, bây giờ em ấy thì chia sẻ thì cũng chia sẻ nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ anh Phương thì chia sẻ góc độ anh Phương về gỗ chắc thì như thế nào nhỉ? Với theo anh Phương thì chắc thì bây giờ nó nhiều loại đúng không? Chắc thì nó nhiều loại, nhưng cái quan trọng nhất là nó phải là cái loại gắn dầu. Càng chơi càng sờ càng lau chùi thì nó sẽ càng đánh. Đã đỏ đen rồi nhưng mà quan trọng là nó chất chắc, nó phải nhiều dầu. Khi đấy mình lau chùi hay là người chơi, người ta càng lau nó càng bóng và cái ton của nó lại càng lúc càng lì đi. Vâng. Càng mịn xong rồi càng lau dần nó sẽ như một cái cục thạch, như một phiến đá. Úi dồi. Thì đấy mới là cái chắc của nó mới là đẹp. Chứ còn chắc thì nó rất là nhiều loại chắc, nhưng mà có những loại nó ít dầu, có loại nhiều dầu. Vâng. Thì mình đi mua đây là mình hay chọn những cái loại là nó nhiều dầu. Khi mà người ta chơi rồi, anh em chơi đến biết những sản phẩm rồi, như mình lau chùi đằng sau nó rất chi là bóng ở chỗ này. Vâng. Thì em cũng được biết là rất nhiều anh em là ở mọi miền Tổ quốc là cũng biết đến anh Phương rồi. Đấy, nhưng mà có điều là khi mà anh làm ra những cái tác phẩm như này thì anh thấy rằng thì những anh em người chơi thì họ hay xu hướng lựa chọn những cái dòng sản phẩm kiểu dạng như nào, hay chất gỗ kiểu dạng như nào nhỉ? Hay cái này là mình tư vấn là nhiều, hay là anh em có biết nhiều không? Nói chung là phần đa là sẽ là anh em tư vấn, bởi vì anh em mình là người làm. Mình hiểu về gỗ hơn đúng không? Mình hiểu, mình sẽ tư vấn cho những người chơi để người ta biết và được hiểu. Có khi là nhiều những người ta biết rồi nhưng người ta sẽ học hỏi thêm. Nhưng mà lần đầu thì em không nói, lần một lần hai không nói, nhưng mà khi mà anh em đã chơi lâu rồi ấy thì sau đó thì xu hướng anh em thích là thích dòng đỏ đen, hay thích dòng đỏ, hay thích dòng đen hết. Như mình thì mình thích dòng đỏ đen. Đen. Và cái quan trọng như mình nói lúc ban đầu đấy, đó là chất gỗ nó phải thật sự là nhiều dầu. Thì khi chơi cả đến lúc mà mới đầu nó có thể là đỏ, nhưng khi nó xuống nó chuyển màu đen rồi thì nó sẽ tiết ra cái dầu. Đúng rồi, như anh Phương nói là hàng chọn nhiều dầu là chuẩn đấy. Bởi vì bây giờ anh cũng biết thừa là bây giờ nó cũng có nhiều cái loại mà nó ngâm. Đúng không? Nhiều loại ngâm mà nhiều loại người ta có thể chưa tung ra thị trường ngay đúng không? Người ta ủ rồi người ta ngâm các kiểu đúng không? Để nó tạo cho cái màu đẹp đúng không? Nhưng mà mình cứ chơi cái loại như thế này là yên tâm đúng không? Nó cứ có tí đỏ này là yên tâm rồi, yên chí rồi. Yên tâm là đỏ hay đen nó là thực tế. Bởi vì
nó là chất dầu nó tiết ra một cách tự nhiên, còn ngâm kia khi các anh sờ vào kiểu gì kiểu nó sẽ có cái độ. Thì em cũng bảo mà em cũng hay chia sẻ cho anh em bảo Trung Quốc ấy, họ lựa chọn gỗ cũng rất là khéo, rất là tinh, không bao giờ mua gỗ đen hết cả. Bao giờ nó cũng phải có gân đỏ đen này. Nó phải có gân đỏ. Gân đỏ đen thì nó chất gỗ nó mới giả. Đấy, và như là cái dòng bã trầu. Vâng. Phải có cái loại này có súng màu nhưng mà các cái gân với cái vân của nó vẫn sẽ giữ được, sẽ nổi lên. Đúng rồi. Đấy, chứ còn bây giờ nếu mà đen hết thì vẫn có thể hiểu được, nhưng mà mình cứ đỏ đen xen kẽ nhau như này thì là cái yên tâm mà mình chơi rồi. Đấy. Các cái ấy đây mới là chỉ gọt thôi mà nó còn này so lên xi các cái gân đỏ nổi lên đấy nhỉ. Các cái gân nó mới nổi lên và các cái tom gân. À như thế cho em hỏi anh Phương này nhá. Thì thực ra trên thị trường cũng rất nhiều loại gỗ quý đúng không? Mun này, chắc này, xưa này, hương này, cẩm này, nu hương này, mun sừng này đúng không? Đấy những loại gỗ em liệt kê là cũng toàn là gỗ quý đúng không? Nhưng mà cho em hỏi là tại đấy thì hay quá, bởi vì thực tế ra thì hiện tại bây giờ nhiều anh em chơi ấy là anh em cũng đang băn khoăn giữa các dòng gỗ với nhau. Thì thực ra thì một dòng gỗ nào nó có cái đặc điểm ưu điểm của nó đúng không, và dòng gỗ nào cũng có cái nhược điểm của nó. Nhưng mà về thằng gỗ chắc này thì em thấy là nó ít nhược điểm đúng không anh? Nhưng nói thật là cái thằng chắc này công nhận nó ổn định thật. Bảo sao mà ta càng anh em có điều kiện bao nhiêu thì lại càng thích là sưu tầm chắc bấy nhiêu nhỉ, mà càng chơi nó càng đẹp, và đặc biệt là thích chắc cũ. Giống chắc này thì nhìn nó đầm tay, nó nặng to mịn, và thứ hai nữa là nó cứng anh nhỉ. Quan trọng nhất là nhiều dòng. Ok, về Triệu nhá. Chào tất cả các anh chị em nhá. Anh chị em có cảm nhận gì thì có thể comment ở dưới bình luận nhá. Dạ vâng ạ. Chào anh Tuấn Chít, chào anh lời mời kết bạn nhá. Chào anh Ly, chào anh Toàn, chào anh Hoàng Tuấn ạ. Chào anh Vượng nhá, chào anh Minh Hoàng Anh. Và chào toàn thể anh em đang có mặt trong sàn ạ. Dạ vâng, thì hôm nay thì em có đến là ngồi chia sẻ với lại anh Phương một tí. Hai anh em thi thoảng vẫn hay ngồi gọi là kết nối với nhau, gọi là chia sẻ một tí về góc độ trong nghề, thì để có thể hiểu hơn về nghề, cũng như là anh Phương cũng là người mà sát sườn, là những người mà hàng ngày phải tiếp xúc với gỗ, hàng ngày phải ngửi mùi gỗ. Đấy, và hàng ngày cũng được đi ra chợ gỗ. Anh có hay phải ra chợ gỗ để lựa gỗ không? Mình nói chung là cứ tuần khoảng 1-2 buổi. À, 1-2 buổi ra chợ gỗ. Mà anh đi lựa gỗ thấy thế nào? Tả cho anh em, anh thử tả cho anh em xem cách đi lựa gỗ xem nó vất vả như nào. Anh có thể miêu tả cho anh em xem là. Thì lên rồi là còn phải lựa theo về cái gỗ đầu tiên là xem là gỗ có nhiều dầu hay không, hai nữa là có hợp lý dáng hay không, và ba nữa là cái giá cả nó đúng rồi, về hợp lý nữa, giá thành sản phẩm và người chơi làm sao cái giá thành sản phẩm nó hợp lý. Em cảm ơn anh Phương rất là nhiều, khi cái mà anh Phương chia sẻ ngày hôm nay cũng rất là bổ ích với anh em. Và em cũng chỉ mong rằng là thôi, vừa làm vừa phải giữ gìn sức khỏe để làm sao để có thể mang đến nhiều cái giá trị cho xã hội nhiều nữa anh Phương nhá. Đấy, và thứ hai nữa là thì em cũng mong rằng là được sự kết nối với anh để anh có thể mang đến nhiều sản phẩm cho anh em yêu mến các sản phẩm tượng gỗ ở trên toàn quốc, và em Sơn sẽ cố gắng làm thế nào để giúp cho những anh em khách hàng có thể có những cái trải nghiệm tốt nhất, có những cái sản phẩm tuyệt vời nhất để trưng bày vòng khách, cũng như là phục vụ đam mê của những anh em sưu tầm những món đồ chơi chất lượng. Và chúc anh ngày một thành công. Dạ vâng. Em chào toàn thể đại đinh nhà mình nhá.